Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm kính lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Bồ Đề Phật Quốc TV trên băng tầng 57.15. Rất vui được đến với quý vị qua chương trình vấn đáp Phật pháp. Kính thưa quý vị, chương trình này được thu hình trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần lúc 8 giờ. Sự thiết lập của chương trình này là nhằm mục đích tháo gỡ những thắc mắc trong đời sống tu học và đồng thời chia sẻ những Phật sự trọng yếu tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Và giờ đây, Nhật Tường xin kính giới thiệu đến với quý vị, vị thầy luôn luôn trợ duyên chúng ta trên bước đường học hỏi Phật pháp đó là Thượng tọa Thích Quyền Châu. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là đầu tiên, chúng con cung kính thầy có lời chào đúng quý khán thính giả. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bộ Địa Phật Quốc TV. Kính chúc các vị có một buổi vấn đáp Phật pháp thật nhiều an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính đảnh lễ thầy. A Di Đà Phật. Là đầu tiên như tượng xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị thân khỏe tâm an. Một tuần lễ nữa trôi qua và chúng ta lại gặp trực tiếp nhau qua chương trình Phật Đắc và Pháp trên băng tần 7.15. Kính thưa quý vị, cứ mỗi tuần như vậy là nhân tượng rất là vui, vui là được làm Phật sự và cũng được có cơ hội ở đây hậu chuyện với thầy và cũng là hậu chuyện với quý vị để cùng à, chuyển tải một cái thông điệp nào à, của Đức Phật muốn gửi đến hạt Phật tử chúng ta để cho chúng ta à, học hỏi để mà đời sống tâm linh chúng ta càng ngày càng được à, tiến bộ hơn, lọc tin với giáo pháp Đức Phật càng ngày càng sâu sắc hơn. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay xin kính gửi đến với quý vị cũng từ trong kinh Tương Ưng Bộ với chủ đề là Sa Ca Đảnh Lễ. Hy vọng qua cái chủ đề Sa Ca Đảnh Lễ này một lần nữa, chúng ta học được những lời dạy quý báu của Đức Phật để áp dụng trong đời sống tâm linh chúng ta để chúng ta càng ngày càng tinh tấn tu tập và vững với lòng tin với giáo pháp của Đức Phật hơn. Và đây, Nhật Tường kính mời quý vị hãy lắng lòng đón nhận những lời thuyết pháp có năng lực thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và để chúng con cung thỉnh pháp âm của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn anh Nhật Tường và đại chúng đã luôn chia sẻ chương trình này một cách đều đặn trong mấy năm qua. Kính thưa quý vị, lần trước chúng ta đã tìm hiểu hai đề tài Saka kính lễ ở trong kinh tương ương bộ phẩm tương ương Saka, ca tương ương phạm tương ương đế thích phạm Thiêu. thì thưa liệt quý vị ở đây chúng ta thấy hai chủ đề tiếp theo hôm nay là chủ đề Saka đánh lễ kính lễ nó khác với đánh lễ ở chỗ là kính lễ tức là là sự trân trọng sự tôn kính và chúng ta hiểu rằng tiền thân Saka vua trời 33 ngài tu bảy giới theo cái tông chỉ riêng của ngài mà thành tựu phước báo chiêu cảm làm vua ở cõi trời vậy thì ngài ngài nghiêng mình tất cả những ai làm điều thiện điều lành điều hiếu thảo còn trường hợp nào là trường hợp mà ngài cúi lạy ngài đánh lễ thì ở đây chúng ta thấy chủ đề hôm nay cho chúng ta và thông điệp này. Thời ấy lúc bây giờ Đức Thế Tôn của chúng ta đang ở tại Savatthi. Ngài kể lại cho các vị tỳ kheo nghe rằng này các tỳ kheo Thiên chủ Saka hôm ấy nói với người đánh xe rằng là hãy khéo thánh của xe gọi là thiếu khéo, khéo thánh ngàn con ngựa À, khéo huấn luyện vào cổ xe chúng ta sẽ đi đến vườn cảnh xin lỗi để chúng ta ngắm cảnh thì thưa liệu quý vị lúc bây giờ người đánh xe của thiên chủ Saka y theo theo lệnh và sau khi thánh Yên cương tuấn mãi xong lúc bây giờ vị đánh vị 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 À, vị hậu cận này mới tâu với đế thích rằng là à, thiên chủ Saka xin à, ngài hãy từ cung điện đi xuống à, ngài hãy đi nơi đâu tùy ngài thấy nơi đó là thích hợp thì à, lúc bây giờ thiên chủ Saka từ cung điện của ngài đến chấp tay kính lễ đức thế tôn à, kính lễ đức thế tôn và người đến che lúc bây giờ mới nói lên một bài kệ ngạc nhiên có ý khối thiên chủ Saka như sau thiên nhân kính lễ ngài hỡi này và Sava dạ so ấy tên gì mà vị mà ngài đến lễ này Saka à, nghĩa là gì nghĩa là là vị dạ so ấy là ai tại sao ở đây có xuất hiện cái chữ dạ so thì chúng ta hiểu rằng à, vị thần giả xoa đôi khi dùng thần lực của mình lên chu du tận cõi trời tam thập tam mà ở trong mắt của tất cả thiên chúng cõi trời tam thập tam thì họ xem vua trời đế thích là một vị tôn nghiêm và phước tướng hào tướng nhất còn tất cả đều đều không ai bằng thiên chú của họ cho nên họ đều xem tất cả gần như là xấu xí như giả dạ xóa nhưng mà giờ đây vì thánh yên cương ngựa này lại không hiếu ai là người mà được thiên chủ Saka đi đánh lễ lúc bây giờ thiên chủ Saka nói rằng bậc chánh đẳng giác nơi đời với chư thiên bậc đạo sư tối thánh vị ấy ta đánh lễ này Matali, những vị đã đoạn trừ tham, sân và vô minh bậc lậu tận la hán vị ấy ta đến để. Chúng ta nghe những lời thi kệ này, chúng ta thấy chấn động tâm tư của chúng ta. Chỉ cần chúng ta nỗ lực thực tập một đời sống giác ngộ, thì chúng ta thấy cả ba ngàn đại thiên thế giới đều kính lệ. Kính lệ người lên đường viễn ly, Viễn ly tất cả những điều xấu, điều ác gọi là ly dục ly ác bất thiện pháp và cứ như thế, viễn ly tất cả sanh tứ trầm luân để đi vào trong niết bàn vô sanh. Rồi à, thiên chú Saka còn đánh lễ tất cả những ai, những ai mà đã đoạn trừ tham sân và vô minh để mà chứng đắc được được quả vô sanh đây gọi là gì? Là bậc lậu tận A La Hán, vị ấy cũng được thiên chú đánh lễ bậc điều phục tham sân vượt khối màn vô minh hoan hỷ đoạn tái sanh các bậc thuộc hữu học không phóng dật tu học vị ấy ta đến lễ này matali kính thưa quý vị ở đây hàng phật tử của chúng ta tuy rằng chúng ta chưa có giác ngộ chúng ta chưa có đoạn trừ hẳn được tham sân si nhưng chúng ta hoan hỷ phát tâm đoạn tận những gì kết ái chúng ta ở trong luân hồi. Hay nói cách khác là những gì buộc ràng chúng ta ở trong cõi sanh tử, chúng ta nỗ lực khoan hỷ đoạn trừ từ bỏ nó. Chúng ta sống không phóng dật, nỗ lực tu học trong giáo pháp của Như Lai. Đây gọi là bậc hữu học, học những gì? Học tất cả những pháp viễn ly sanh tử hồng trần. Và ai làm được như vậy, ai nỗ lực đi trên con đường đó thì được Thiên Chú Saka đánh lễ người đó cho nên chúng tôi có nói với các vị Phật tử rằng nếu như chúng ta là một người đệ tử Phật hiểu được giáo pháp của Phật chúng ta thọ trì năm giới và tu học ở trong giáo pháp viễn ly của ngài thì Thiên Chủ Sakka còn đánh lễ chúng ta tại sao chúng ta lại đi cúng sao giải hạn cho nên chỉ cần chúng ta y trong giáo pháp của Như Lai chúng ta tu tập thì việc cúng sao giải hạn chúng ta không cần thiết phải làm nữa. Vua trời đế thích mà cũng còn phải đến lễ chúng ta thì huống chi là các vị thần ở ở mà ở các vị sao hay là các vị tinh tú. Những điều như vậy chúng ta bị làm đảo điên với chân lý của Đức Phật đã dạy chúng ta. Và chúng ta nghe đến những lời dạy này, thông điệp này, chúng ta thấy tâm mình rất là hạnh phúc. Đó là chúng ta chỉ cần y vào trong giáo pháp của Phật mà tu hành tinh tấn, thì lúc đó chúng ta có thể kết duyên với tất cả các bậc thượng thiện nhân ở trong ba cõi mười phương. Và lúc bây giờ, lúc bây giờ Magava nói như vậy, cho nên vua à, gọi là Sujampati đánh lễ Thế Tôn xong, lên xe dẫn đầu dẫn đầu mà đi thưa là quý vị bài kệ rất là ngắn do đức thế tôn cớ lại như vậy trong lời dạy suy nghĩ của thiên chủ ca đỡ lại cho chúng ta rất nhiều bài học và hôm nay chúng ta sẽ nỗ lực bàn sâu vấn đề này trong chương trình vấn đáp phật pháp a di đà phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật chúng con đê đầu kính tri ân thầy đã hướng dẫn cho chúng con và khán giả đang theo dõi chương trình vấn đáp phật pháp trực tiếp À, qua chủ đề là ca Đảnh Lễ. À, giờ đây trước khi chúng con à, thư chuyện về đây chúng chúng con xin phép thầy cho chúng con được mở đường dây điện thoại để cho khán giả có thể gọi vào. a di đà phật và kính thưa quý vị đường dây đã được mở ra và giờ này là cái giờ sinh hoạt của chúng ta. Hai cái số điện thoại trên màn ảnh là dành cho quý vị gọi vào. À, quý vị có thể gọi vào theo cái chủ đề này hoặc là bất cứ cái cái chủ đề nào trên các phương diện tu tập Nhật Tường mời quý vị cùng với Nhật Tường chúng ta sinh hoạt trong buổi, vấn đáp Phật Pháp ngày hôm nay Và đừng có ngăn ngại, đừng có sợ là người ta biết mình là ai, không ai biết quý vị là ai hết Cứ gì gọi vào Và khi gọi vào thì quan hỷ nói liên tục nha Đừng có nói gián đoàn, gián đoàn nghe trên TV thì như vậy thì nó sẽ bị trì quản lại cái đường dây khi quý vị gọi vào Trong lúc chờ quý vị gọi vào đặt một vài câu hỏi thì Nhật Tường xin được mạng phép đặt một hai câu hỏi giao duyên Có thể là bám theo chủ đề, cũng có thể không bám theo chủ đề nếu có gì sai trái xin quý vị quan hệ và tha thứ cho Nhật từ anh à, như đã phật và dạ, kính thưa quý vị qua cái chủ đề này sa ca đảnh lễ thì thầy cũng đã nói rất là ngắn nhưng mà ngắn không có nghĩa là chúng ta không học được bài học nào Thưa quý vị điều thứ nhất mà nhật tường học được trong bài học hôm nay là gì là một thiên chủ sa ca là một vị trời ở cõi trời phạm thiên phải không thầy cõi trời tam thập tam à, cõi trời tam thập tam đó mà đã nhất tâm đảnh lễ đối với những ai là phát cái tâm chân chánh tu hành theo giáo pháp của Đức Phật. Nhật Tường xin mượn cái từ đấy để nói. Còn chi tiết tu hành như thế nào là bậc chánh đẳng chánh giác đạo sư tối thượng đã đoạn trừ vô minh à, vị à, bậc à, điều phục tham sân si vượt khỏi màn vô minh. Có nhiều điều rất là hay. Nhật Tường xin chỉ nói tổng quát như vậy thôi. Thì qua những cái hành những cái nghĩa cử cao đẹp đó có phải là cho chúng ta một bài học rằng là hàng Phật tử chúng ta ở đây chúng ta phải nên thành tâm đảnh lễ đảnh lễ gì đảnh lễ tam bảo tại thế gian thứ nhất là dẹp trừ đi cái ngã mạn khi của mình thứ hai được tiêu nghiệp và được cái tăng trưởng cái phước đức của mình đó là câu hỏi đầu tiên của Nhật từ và để chúng con xin phép thầy anh như đã không dạ à, kính thưa đại chúng uhm, tất nhiên khi chúng ta phát tâm đảnh lễ tam bảo thì chúng ta cũng làm tăng trưởng phước báo cho mình và tất nhiên chúng ta cũng là chúng ta cũng làm đoạn trừ cái nghiệp ngã mạng của mình à, những công phu như vậy <cười> <cười> xin lỗi những công phu như vậy cũng có rất nhiều các bậc à, tôn gọi là tôn sư của chúng ta ngày xưa cũng tu tập như vậy mà thành tựu đạo giác ngộ a di đà phật a di phật và dạ, chúng con <laughs> cảm ơn thầy a phật và dạ, kính thưa quý vị thường thường đó thì à, nhật tường à, à, lúc mới phát tâm tu học thì cũng nghe à, hòa thượng ông quang là một vị mà coi như là giảng gì kinh mà lá thư tinh độ thì ngài cũng đã là chúng ta thành tâm đảnh lễ một chư Phật thì tội nó diệt như hàng xa những tường nhớ như vậy cho nên những tường đặt câu hỏi như vậy không biết có đúng hay không dĩ nhiên thì uh, những tường mượn để làm cái chủ đề và cũng cái chủ đề kế tiếp ở đây uh, hy vọng uh, các câu hỏi của con không xa cho mấy thầy quan hệ giúp cho con uh, ngoài vấn đề đảnh lễ ở đây cũng là dạy cho hàng Phật tử chúng con một cái bài học rằng là Chẳng những đảnh lễ tam bảo nhưng mà đối với những bậc tôn kính mà khi chúng ta làm như vậy đảnh lễ chúng ta tỏ lòng tôn kính thì đó cũng là tạo cho chúng ta một cái nhân cách tốt và là một cách sống để cho mình là con của mình sau này cũng nhìn thấy mình là một người tạo một cái nền nếp tốt trong cuộc sống của mình. Phải không thầy? Ừ. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, mình nói mình nói trong cái lý sự thì thường thường mình dựa vào cái sự mình nói nhưng mình đi sâu vào trong cái lý mình thấy là yếu tố mình cần học hỏi hơn Ví dụ như thế này, chúng ta thấy bất cứ ai là một người đáng kính, là một người có đức hạnh. Người ta đi ngang qua, người ta mình thấy mình cũng muốn đứng lên mình cung kính đón chào. Hoặc chả khi người ta nói chuyện, mình thấy lòng mình có sự trân trọng thì mình đứng lên để mình lắng nghe, để mình thể hiện một sự cung kính Phép tích lễ giáo của ông bà ngày xưa Những điều như vậy Cũng đã dạy ở trong đời sống của chúng ta Có nhiều Phật tử lớn tuổi Đội nón ở trên đầu Khi chúng tôi Thưa chuyện Thì họ lập tức lấy nón trên đầu xuống Chỉ cần đơn giản như vậy thôi Chúng tôi biết rằng Họ, những người như vậy Đã được thấm nhuần Ở trong lễ nghi gia giáo Thì kính thưa quý vị ở trong cái sự cung kính trong sự đánh lễ nó thể hiện đức hạnh nó thể hiện cái sự tu học của chúng ta tuy nhiên trong ở bài kệ này thì chúng ta nên bám sát vào những yếu tố nào vì sao mà thiên chú sa đánh lễ chẳng hạn như chẳng hạn như là bậc vượt khối màng vô minh thì làm sao để vượt khối màng vô minh và vì sao vượt khối màng vô minh thiên chú sa đánh lễ hay là hoan hỷ đoạn tận tái sanh tái sanh là những gì những gì khiến chúng ta tái sanh và chúng ta có hoan hỷ đoạn tận nó hay không hay là chúng ta lười nhát hay là chúng ta đoạn một chút mà chúng ta đau đớn chúng ta không muốn đoạn à, hoặc là các bậc thuộc hữu học như thế nào gọi là hữu học hay là không phóng dật tu học như thế nào là phóng dật và như thế nào là không phóng dật và, và vì sao những vị như vậy thiên chú Saka đánh lễ tất cả những bài học đó ở trong bài cỡ này nêu ra gần như là một bài pháp mà chỉ cần những câu đơn giản như vậy chúng ta đi sâu vào phân tích thì chúng ta thấy nó có thể dẫn chúng ta đến chỗ niết bàn tịch diệt nghĩa lý thật là sâu ở trong này chứ không phải đơn giản chút nào A Di Đà Phật cảm ơn các vị rất là nhiều A à Di Đà Phật và dạ, chúng con kính cảm ơn thầy A Di Đà Phật và kính thú vị. Hôm nay cái đề tài nó như vậy, cho nên nhiều khi Nhật Từ cần cái sự mà có như sinh hoạt của quý vị chung chung với Nhật Tường để chúng ta cùng nhau đặt câu hỏi và học hỏi nha. Thì cái chủ đề cái chủ đề như vậy Nhật Tường đặt ra câu hỏi như vậy đó là theo cái sự hiểu biết hạn hệ của Nhật Tường cho nên Nhật Tường rất là cần quý vị cùng với Nhật Tường chúng ta cùng nhau tu học ngày hôm nay. A Di Đà Phật và kính bạch thầy. Thường thường Đức Phật Đức Phật dạy chúng ta một câu mà hàng Phật tử chúng con mới khi mới vào đạo nghe con nghe con nói như vậy là tin ta mà không hiểu ta tức là sỉ nhục ta tại vì nếu mà tin mà tin một cách mờ quán, thì chỉ tin như vậy thôi thì làm sao mà có thể là thoát khỏi được cái màn vô minh làm sao có thể là à, đoạn tặng được cái chứng được cái lậu tặng thông như vậy thì khi mà hàng phật tử chúng con phát cái tâm tinh tấn tu học giáo pháp của đức phật và mình sống đời viễn ly và làm những việc nào công quả mình nên làm được thì mình làm như vậy đó có phải là đúng với tinh thần là vừa tin ta mà là vừa hiểu ta hay không Kinh mật hay? <laughs> dạ à. vâng, à, như thế là đúng rồi. Dạ anh Nhật Tường à. đã hỗ và đã giải thích rất là rõ rồi. À, dạ Mô Phật. Dạ đây chúng con thỉnh thầy cho chúng con cái thông điệp của cái chủ đề này, chủ đề này để khi con bước sang cái chủ đề kế tiếp Dạ Phật. Dạ anh dạ. à, kính thưa đại chúng à, thông điệp ở trong chủ đề này tức là chúng ta thấy rằng tất cả những ai đi theo giáo pháp của Phật từ thấp cho tới cao vị thành tựu trong chánh pháp đó là đức thích ca mâu ni thứ hai là các bậc các bậc đại đệ tử của ngài những vị a la hán đắc quả giải thoát thứ ba là những bậc hữu học những bậc hữu học tức là chỉ cho những người chưa chứng quả a la hán trở xuống cho tới sơ quả hoặc là tu đà hoàng hướng rồi chỉ cho ai nữa chỉ cho những người phàm phu của chúng ta đang lang thang ở trong luân hồi Chúng ta có hoan hỷ tu học trong giáo pháp hay không? Chúng ta có hoan hỷ làm những việc để mà tự đoạn trừ, đoạn tận những cái nhân tố dẫn chúng ta tới tái sinh? Hay nói cách khác là tham sân si mạng nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ? Đây chính là gì? Đây chính là 10 kiết sử và chúng ta có đoạn tận nó tức là đoạn tận ở trong hạ phần kiết sử và đoạn những kiết sử mà trói buộc ở trong thiên giới nữa hay không rồi chúng ta có phát tâm sống một đời sống thường hay gần gũi với công phu với thiền định và để tăng trưởng kiến thức bằng những chương trình tu học đó gọi là đời sống không phóng dật sống ở trong sự tu học chúng ta sống như vậy chắc chắn chúng ta sẽ đến cái cảnh giới giác ngộ siêu việt như đức thế tôn của chúng ta đã thành tựu Do những yếu tố này là những yếu tố mà tâm của Thiên Chủ Saka luôn ngưỡng mộ, luôn luôn đánh lễ những cái chánh những điều đó đó là đánh lễ trong chánh pháp, chánh pháp. Và do vậy cho nên chúng ta thực tập ở trong chánh pháp thì trời và người đều kính lễ chúng ta, đều đánh lễ chúng ta. Đây chính là thông điệp mà chúng ta cần phải lưu nhớ một cái sâu sắc A Di Đà Phật. Cảm ơn dạ thầy rất nhiều. Chúng con xin kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật và kính thưa quý vị. quý vị đừng có mãi mê xem chương trình nha mình có rất là nhiều thời gian còn lại cho nên nhật tường rất là cần quý vị cùng với nhật tường chúng ta cùng nhau đặt cơ hội để sinh hoạt trong buổi vấn đáp phật pháp ngày hôm nay a à, di đà phật và để chúng con thỉnh thầy bước sang chủ đề kế tiếp cũng là chủ đề sa ca đảnh lễ phần 2 dạ xin cảm ơn nhật tường và cảm ơn đại chúng hôm nay chúng ta đến với chủ đề tiếp theo đó là chủ đề sa ca đảnh lễ à, trong buổi vấn đáp phật pháp hôm nay lời trước tiên chúng tôi kính thưa với đại chúng rằng ngay trong giây phút này, tâm chúng ta đang nghĩ tới Thiên Chú Saka. Tâm chúng ta đang nghĩ tới Thánh Giáo của Như Lai đã tuyên thuyết cách đây trên 2.600 năm. Tâm chúng ta đang kết duyên với đón giác ngộ, đang kết duyên với đón phước báo trong trời người. Ngay trong thời điểm này, tâm chúng ta đã thành tựu phước báo. Chúng ta có sự gia trì của Phật, bởi vì tâm chúng ta kết duyên với Ngài. Chúng ta đang kết duyên với Thiên Chú Saka, chúng ta đang kết duyên với phước báo vô, vô lượng của Ngài. Chúng ta thường hay là gọi là cầu trời khấn Phật là ở điểm này. Cầu trời trời đó chính là là Thiên Chú Saka. Khấn Phật tức là là Đức Thích Ca Mâu Ni. Cầu trời khấn Phật gia hộ cho con. Thì tâm của chúng ta kết duyên với Ngài. Mỗi tuần ở trong chương trình vấn đáp Phật Pháp, chúng tôi không nói rõ điều này, nhưng rõ ràng chúng ta chỉ cần ngồi xuống tịnh tâm lắng nghe chiêm nghiệm thì ngay trong thời điểm này ngay trong khoảnh khắc này chúng ta đã tự tạo phước báo to lớn của mình đó tức là chúng ta đang kết duyên với Phật giả Thiên Chủ Saka chúng tôi làm việc Phật sự đôi khi có những khó khăn có những chướng ngại chúng tôi cũng thầm cầu nguyện Đức Thế Tôn gia trì cho con để con có đủ thuận duyên mà Giữ gìn và lan tỏa chánh pháp của Đức Thế Tôn cho đời Thứ hai, xin cầu nguyện Thiên Chú Saka Hãy hộ trì cho con các đầy đủ các bậc thiện hữu tri thức Hộ trì trong chánh pháp Để chúng con cùng xây dựng ngôi nhà chánh pháp như lai trường cứu cho cho đời Chúng ta cũng thường cầu nguyện như vậy các ngày cả đêm cũng như vậy Các khi ngủ, thức dậy thì nhớ tới Phật, nhớ tới Thiên Chú Saka Trước khi ngủ cũng nhớ tới Phật, nhớ tới Thiên Chú Saka Chúng tôi tin tưởng rằng chúng ta gặp được cái khái được cái sự giá trị mâu nhiệm của Phật giáo và trời. Bởi vậy cho nên ở trong điểm này chúng ta ngồi lại với nhau ở trong tinh thần như vậy, chúng ta thấy giáo pháp này hết sức là tuyệt vời, hết sức tuyệt vời. Đôi khi nó có cái phần lặp lại, nhưng chúng ta hiểu rằng những gì mà 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 lặp lại đây nó không phải là vô nghĩa. Cho nên Thế Tôn nói từ khi ta thành đạo với cõi Bồ đề, cho tới khi ta niết bàn ở tại rừng ta la sông thọ ngài nói rằng ngài là ta chưa từng nói dư một lời vậy thì những lời ngài dạy ở đây đâu phải là sự dư thừa do tâm chúng ta không có thấu hiểu tâm chúng ta không có biết ngưỡng vọng và thấy được giá trị quý báu của nó cho nên chúng ta không thấu hiểu thành thái nó thừa thải tầm thường chứ còn nếu như những bậc giác ngộ những ai cầu cái quả chứng đắc thì những lời dạy này là vàng ngọc đối với họ. Chúng tôi mong quý Phật tử chúng ta phát họa trong tâm mình một chất liệu này để chúng ta tham dự chương trình vấn đáp Phật Pháp. Chúng tôi muốn đưa các đến các vị một cái gì đó gọi là tinh hoa tinh túy nhất, phước báo siêu việt nhất. Chúng tôi không có muốn làm một cái việc nhàm chán và lãng phí. đó là những điều mà chúng ta phải khéo chiêm nghiệm, khéo hiểu. Nếu không thì chúng ta sẽ thấy lãng phí và nhàm chán. Thì kính thưa quý vị ở đây chúng ta thấy đề tài tiếp theo đó là gì? Đó là câu chuyện được Đức Thế Tôn cớ lại cho đại chúng các vị tỳ kheo ở tại thành Savatthi. Ngài cớ rằng Thiên Chủ Saka hôm ấy nói với người à, người người đánh ngựa gọi là người đánh xe ngựa Matali là người hãy khéo thánh ngàn con ngựa con ngựa này là người khéo huấn luyện vào trong một cỗ xe để chúng ta hãy đi đến ngắm cảnh à, nói như vậy thôi và lúc bây giờ người hầu cận thánh yên cương ngựa này á cũng y theo lời và sau khi mọi việc tương tất thì đến vị trình lên thiên chủ mọi việc đã sẵn sàng và thiên chủ nói rằng là hãy đi xuống ta muốn chấp tay đánh lễ các vị tỳ kheo tây nay các tỳ kheo Thế Tôn nói này các tỳ kheo rồi lúc bây giờ Thiên Chủ đến đánh lễ các vị tỳ kheo và người đến che Matali mới là một bài kệ hối Thiên Chủ như sau chắc họ đánh lễ ngài tức là gì tức là ngài là vua trời các vị tỳ kheo kia là phàm phu là người thế gian là người nhỏ bé nhiều nghiệp chướng đọa vào ở trong một cái thế giới đầy giải khổ đau chắc lẽ họ phải đến lễ ngài những người thân bất tịnh chìm sâu trong thi thể chúng ta nghe những câu này thấy chấn động tâm tư rõ ràng là những người thân bất tịnh thân của chúng ta đã bất tịnh bất tịnh như thế nào kính thưa quý vị chúng ta mượn tinh cha huyết mẹ hai yếu tố tanh hôi này cùng với dục tâm của chúng ta nương cá lên thành ba kết hợp với với hơi ấm nữa gọi là noãn thế là chúng ta có mặt ở trong cuộc đời những yếu tố đó là những yếu tố nền tảng giúp chúng ta tồn tại giúp chúng ta ra đời và cái thân thể chúng ta do vậy mà nó tiết ra chất nào cũng tanh hôi chính khiếu huyệt như là hai tai hai mắt hai lỗ mũi miệng đại tiện và thiếu tiện cùng với tám vạn bốn ngàn lỗ chân lông nó tiết ra chất gì cũng hôi hám dơ bẩn mà người đánh ngựa đánh đánh xe ngựa của thiên chúa Saka xem chúng ta là những con người thân bất tịnh hôi hám và họ chìm sâu trong thi thể bị đối khác dày vò có phải như vậy không thưa quý vị chư thiên ở trên cõi trời họ nhìn chúng ta như vậy đó chìm sâu ở trong gì trong thi thể cái thi thể chúng ta đi qua đi lại mấy ngày rồi chúng ta chết một ngày một đêm ở tại cung trời đau lợi của thiên chúa sa ca cõi của chúng ta trải qua tới 100 năm Nói ràng họ mất cái quanh đi trở lại thì chúng ta chết mất rồi và tâm thức chúng ta bị chìm sâu trong cái thi thể này nặng nhọc với nhiều nghiệp chướng khổ đau bị đối khác dày vò có gì có gì họ ưa thích có gì họ ưa thích Đối với những người xuất gia hãy nói cho được biết sở hành các ấn sĩ. Nhờ vậy chúng tôi nghe được tiếng nói của Ngài hỡi này và sa mặc à, dù họ là người xuất gia, họ là cho họ là những người ấn sĩ đi nữa, họ làm những gì, họ có những gì, họ ưa thích những gì ở trong đời sống như vậy, mà thiên Chú Saka đánh lễ họ, hãy nói cho tôi biết, thiên Chú Saka nói rằng đối với vị xuất gia ấy điều khiến ta ưa thích khi họ từ làng về họ đi không tham vọng tức là họ từ đâu họ trở về cái ngôi làng của họ họ cũng không cần mang theo gì về ngôi làng đó hoặc giả dạ, họ có rơi khỏi ngôi làng đó cũng có gì mà mang theo cả tất cả đều không có tham vọng không có như là một người đời gọi là tích chứa đến nỗi kho đụng tràn đầy như là vừa lúa không có chóc chứa không ghề không nồi niêu những gì họ tìm kiếm có người khác sẵn sàng tức là trong đời sống gọi là là tứ sự thì họ đi khắc thực thôi khắc thực ở đời sống tạm cho qua ngày rồi dùng hết tâm sức thời gian để mà để mà đi sâu vào ở trong những cảnh giới giác ngộ từ đó đem hương thơm giác ngộ hiến tặng cho cuộc đời do vậy họ nuôi sống theo cung cách tốt đẹp không có tranh giành tham đoạt của ai hết khuyên nhủ người đời những lời tốt đẹp hay họ giữ im lặng trong tư thế trầm tĩnh mới miệng ra thì khuyên những lời tốt đẹp cho cuộc đời và nếu như yên tịnh thì tâm nhíp vào trong sự tĩnh lặng. Chư thiên chiến Atula, loài người cũng gây chiến. Chư thiên thì chiến đấu với loài Atula, đánh qua đánh lại giữa các tầng trời. con người ở thế gian này cũng giành dự lý lễ mà đấu đá lẫn nhau. Hỡi này, Matali không những không chiến giữa gây chiến, trầm tĩnh giữa đau gầy. Không chiến giữa gây chiến. Tức là cả thế giới trời và người có sự chiến đấu chiến hại như vậy, còn các vị xuất gia thì họ không có gây chiến giữa tất cả mọi người chiến với nhau. Họ trầm tĩnh tất cả giữa sự vận động của đau gầy. Không chấp giữa chấp trước. Họ sống một đời sống buông bỏ giữa cả quần sinh sống ở trong sự chấp trước. Vậy do vậy cho nên ta đánh lễ hỡi này, hỡi này Matali. Một đời sống giải thoát như là hoa sen ở giữa bùn dơ như vậy. Cho nên Thiên Chủ Saka mới đánh lễ. Và kính thưa quý vị, Thiên Chủ còn lúc bây giờ vị đánh ngựa mới nói rằng là phải tôi cũng được nghe ở đời bậc tối thượng Saka ngài đánh lễ những vị ngài đánh lễ tôi cũng đều sẽ đánh lễ Ma Maka nói như vậy, vua Sama, vua vua Sujambati nói như vậy, đánh lễ tên chúng xong, đánh lễ dẫn đầu, đánh lễ dẫn đi đi đầu. thì uh, đánh lễ xong thì ông lên xe, ông dẫn đầu một cái đoàn và và đi đi khỏi. Thì kính thưa quý vị ở đây, chúng ta thấy bài kệ này nó hơi dài một chút, nhưng ở trong đó chứa đựng rất nhiều những cái lời lễ cao thượng và tốt đẹp. Và tại sao vua trời đến lễ có cái nguyên nhân của nó do vậy cho nên chúng ta học bài cỡ này để chúng ta tiếp xúc với cảnh giới của phật và tiếp xúc cảnh giới của chư thiên để tạo cái phước báo cho chúng ta và tạo ra cái phương châm sống cao đẹp ở trong cuộc đời của chúng ta hôm nay chúng ta sẽ vấn đáp sâu xa nội dung này a di đà phật cảm ơn các vị rất là nhiều a di đà phật và chúng con kính cảm ơn thầy đã hướng dẫn cho chúng con một lần nữa với chủ đề là sa ca đảnh lễ phần 2 trong kinh tương ưng bộ vậy Phật và kính thưa quý vị qua cái phần thầy vừa mới vừa hướng dẫn thì, thì không biết là quý vị có câu hỏi gì hay không. Nhật Tường nhờ cần quý vị đặt câu hỏi cùng chung với Nhật Tường nha. thì trong lúc chào quý vị vào thì Nhật Tường cũng đặt câu hỏi trước à, sự cố gắng của Nhật Tường. hy vọng là cũng không xa chủ đề cho mấy nhưng mà nếu xa thì đây cũng là cơ hội để cho Nhật Tường lắng nghe được những lời giảng của thầy để cho Nhật Tường học hỏi thêm. vậy là Phật và kính bạch thầy thì ở đây cái câu mà khi mà người vị mà đánh ngựa hỏi thiên chủ Saka thì thì thiên chủ Saka mới trả lời đầu tiên là đối với sức gia ấy điều khiến ta ưa thích khi họ từ làng về họ đi không tham vọng vừa lứa không cắt chứa không ghè không nồi miêu những gì họ tìm kiếm những gì họ tìm kiếm có người khác sẵn sàng cái câu cái cái câu cái trước khi con đặt câu hỏi là có người khác sẵn sàng ở đây là như thế nào thầy bây dạ, giờ vâng dân <laughs> vâng, kính thưa quý vị đây là một câu để ý nếu không thì nó khó hiểu ví dụ như chúng ta hình dung các vị đệ tử của Phật các vị tôn giả ngày xưa họ tìm kiếm cái gì họ tìm kiếm một đời sống tồn tại đó là tứ sự tứ sự là gì là thực phẩm ăn hàng ngày rồi thuốc thang rồi y phục và và chỗ ngủ giường nằm đó gọi là vậy tứ sự là như vậy thôi tức là bốn cái điều đó là bước không thể thiếu trong một kiếp tồn tại. vậy thì bây giờ đối thì họ bưng bình bác đi khắc thực xin một bữa cơm gọi là một bát cơm ngàn nhà mà thân rong chơi dậm xa phải không? À, rồi đâu thì họ khắc thực xin một ít thuốc. À, rồi gì nữa à, rồi coi như là y phục thì được tứ chúng là là cúng dường còn à, chỗ ngủ thì nên gốc cây này mai ở cái cái uh, gọi là cái, cái cánh đồng trống kia rồi có những ai phú hào muốn cầu phước thì có thể xây những cái ngôi tân viện giả lam để cúng dường và họ chỉ du phương đây đó cũng có một số người là an trú một thời gian rồi cũng ra đi họ sống một đời sống tự tại thông dong giữa cuộc đời không có dính mắc vào đâu đó chính là đời sống cao đẹp mà Đức Thế Tôn dạy cho chúng đệ tử của Ngài. Nhất là những vị xuất gia. Ngày hôm nay chúng ta không làm nổi điều này. Âu cũng là nghiệp báo ở trong cái thời mạt Pháp. Nhưng mà. Đó là những gì. Mà con người ta có sẵn. Ở đời có sẵn rồi. Vị xuất gia không cần gì hơn. Do vậy cho nên. Họ. Họ những gì gọi là họ tìm kiếm. Thì người, có người khác có sẵn là vậy đó. Tức là họ tìm kiếm miếng cơm ăn. Thì người khác có sẵn rồi. Có người cúng à, rồi. À, có người cúng rồi. Họ cho ra. một chút thôi. vậy thôi. À, không cần thiết gì mà phải đi trồng lúa phải không ạ? À? Phải trồng lúa rồi bắt đầu mới có gạo ăn. Ở đây không có cần làm điều như vậy. Đó là đời sống của người xuất gia, đời sống của người khất sĩ. À, đây là một chân lý rõ ràng nó như vậy đó, nhưng mà mà không phải lúc nào chúng ta cũng được muốn thực hiện đâu. À, nếu như chúng ta thấy điều này quá khỏe, Đức Phật nói vậy quá khỏe, thôi chúng ta trở thành người xuất gia hết đi. Chúng ta có làm nổi hay không? những điều như vậy chúng ta cần phải chia sẻ phân tích rất sâu A Di Đà Phật. A Di Đà Phật dạ, chúng con kính mong thầy đã cho chúng con thấy rõ được cái câu mà có người khác sẵn sàng. A Di Đà Phật và dạ, kính thưa quý vị trên đường chạy xe tới đây thì Nhật Tường có nghe cái đoạn băng của ngài tiên Hóa giảng về pháp ngữ lục. Có một đâu ngài nói rằng là cái khoái lạc chân chính trong cái sự tu hành là chúng ta không mong cầu, không mong muốn những gì. Chỉ ta càng mong cầu, càng mong muốn thì chúng ta sẽ càng có bị phiền não thì bốn những cái câu nó cũng làm cho nhật trường liên tới những câu này là họ đi không tham vọng vụ lứa không cắt chứa không ghè không nòi miêu những gì họ tìm kiếm có người khác sẵn sàng kính bạch thầy những câu này cũng có thể là thông điệp cho hàng phật tử trong đời sống thực tại chúng con là thiểu dục tri túc phải không thầy cái này cái này không không có đề cập tới cái điểm nào là thiếu dục tri túc trong này giáo nghĩa này không có nói tới cái chỗ nào là thiếu dục tri túc ở trong giáo nghĩa này chỉ có miêu tả miêu tả một đời sống của các vị tăng lữ, miêu tả một đời sống giải thoát. Chẳng hạn như từ đầu chúng ta thấy là đối với vị xuất gia điều khiến ta ưa thích là khi họ từ làng về, họ đi không tham vào. À, tức là họ sống một đời sống cũng như là, là Thông trong tự tại như vậy, họ không có bị ràng buộc không bị dính mắc ở trong bất cứ điều nào từ quê hương làng xóm cho đến cho đến họ đi chỗ này chỗ nọ à, nơi có nhiều tài sản như là vừa lúa hay là những cái cái cái, cái cuộc sống sung túc họ không có mang theo họ không có dính mắc ở trong đó đó là cái hạnh sống mà khiến cho chư thiên kính trọng à, cho nên ở đây chúng ta hiểu rằng thiên chủ Saka kính trọng một đời sống giải thoát ừ còn ở cái mức thiếu dục tri thúc ấy thì chưa chưa đạt đến chỗ giải thoát à, đó là điểm mà chúng ta đi theo chỗ này để chúng ta thấy rõ bởi vì đại đa số chư thiên trên cõi trời họ đều thiếu dục hết nếu như mà họ không thiếu dục họ không thể nào sinh cõi trời được thành ra cái pháp đó chưa phải là cái pháp mà thiên chúa Saka kính lễ đâu à, thiên chúa Saka đánh đến lễ đây là đến lễ những cái pháp dẫn tới giải thoát hay nói cách khác là Thiên Chủ Saka một lòng muốn hộ trì chánh pháp, muốn giải thoát. Cho nên những ai đang thực hành ở trong pháp giải thoát thì đều là đối tượng, đều là những nơi mà Ngài hướng tới đánh lễ. Đó là cái điểm quan trọng. Mà thực ra không phải là đánh lễ chúng ta đâu. Đừng cho rằng là Ô, mình được trời lễ mình không phải như vậy. Chúng ta hiểu rằng là Thiên Chúa Saka lễ chánh pháp. Chứ không phải lễ là không phải là lễ trời. Chẳng hạn như thưa, thưa các vị, ví dụ như thế này là anh Nhật Tường nối một điều nào đó mà không phù hợp thì thầy à, sửa cái điều không phù hợp đó hay là thầy nêu ra ra cái điều phù hợp. Đây không phải rằng là là thầy sửa mà là gì? Mà là chánh pháp. À, cũng giống như là trong Yết Ma Tăng cũng vậy. Ví dụ như có một vị trưởng lão khiến trách một vị tỳ kheo tăng à, có cái điều làm lỗi thì vị tỳ kheo tăng này á, thuận theo lời của vị trưởng lão kia không phải là thuận theo lời cá nhân của vị đó Hoặc là một vị tỳ khéo già đó mà là thuận theo chánh pháp đó là điểm mà chúng ta học ở trong giáo pháp chúng ta phải tác ý như vậy nó mới đúng với kinh điển vì vậy cho nên cho nên thiên chủ Saka đánh lệ tất cả mọi người những ai đang cầm nắm chánh pháp ở trên tay ở trong tâm của mình và thiên chủ đánh lệ cái pháp đó đó là cái điều chân chánh đó đó là cái điều mà chúng ta thấy là chúng ta phải phải để ý cũng giống như đức thế tôn nói rằng là là chư phật mười phương quy y chánh pháp đã nhờ chánh pháp tu tập giác ngộ vậy mà tại sao còn quy y chánh pháp bởi vì nếu như thế tôn không có quy y chánh pháp thì ngài không thể nào tuyên bố chánh pháp được thành ra là tâm quy y chánh pháp thì cứ theo chánh pháp mà tuyên bố không bằng tâm gì cái chuyện khác hết nó rất là khỏe quý vị thành ra đây là cái điểm mà rất là hay và rất là tuyệt vời ở trong kênh này nếu không để ý là chúng ta sẽ không thấy ra hay di đà phật, gì phật? Dạ, ừ. chúng con kính cảm ơn thầy con thì con thích đặt câu hỏi nào đó gần gũi với cái 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 đời sống thực tại thì khi mà khán giả mà bỏ thời gian mà theo cái dõi cái chương trình này của thầy phải có cái gì nó gần gũi đấy chứ người ta mới nói à như vậy mình thực hành được ừ. nhưng mà nhưng mà con nói như vậy nhưng mà cũng để cho thầy đó mà thầy mà sửa cái nào con hiểu không hỏi không đúng phật? À, kính thưa đại chúng á anh Nhật tường thì lúc nào cũng muốn là lôi kéo à, quý khán thính giả tham gia chương trình vấn đáp Phật pháp à, thầy rất là hoan hỷ rất là hiếu cái tâm này có khi anh nói những lời gần như là là cầu mong các vị và nghe ai vừa đài thì anh rất là mừng rất là vui à, à, tuy nhiên kính thưa quý vị chúng tôi vẫn có một điểm nhận định rằng là có nhiều người không hỏi là bởi vì họ muốn lắng nghe ừ. họ muốn lắng nghe sâu hơn họ muốn lấy nghe những điều họ chưa từng nghe và họ ngại hối những cái điều mà nó không cần thiết nó rất đơn giản và nó làm mất thời gian có những người như vậy chứ không phải không có có nhiều người nói rằng là chúng con rất là muốn nghe và cứ giờ trực tiếp chúng con ngồi ở nhà nhưng mà có cảm giác giống như đang đến chùa giống như đang đối diện đang trực diện với thầy để mà lắng nghe giáo pháp của như lai cho nên có nhiều khi chúng con muốn nghe mãi nghi mã những gì mà thầy đã trung tuyên vào trong chánh pháp thành ra ở đây thầy cũng có lời khuyên nhật tường và đại chúng là nhật Tương muốn hỏi gì thì cứ hỏi đại chúng muốn hỏi gì thì cứ hỏi còn nếu như chúng ta không có câu hỏi chúng ta cứ tiếp tục đi theo giáo nghĩa chúng ta cứ như vậy chúng ta đi thẳng một con đường trên chánh pháp nó rất là thoải mái không có vấn đề gì hết mà phải 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 nỗ lực hơn cái vấn đề này thì chúng ta sẽ luôn ở trong chánh pháp một cách an lành hay như đạo phật như đạo phật dạy chúng con kinh cảm thầy Di Phật và kính bạch thầy theo những lời kế tiếp ở đây cũng là trong cái đoạn cái bài kệ này thì ở đây vị Sa Ca cũng đã để là họ là bậc hiền trí khuyên nhủ lời tốt đẹp hai họ giữ im lặng trong tư thế trầm tĩnh thì có phải là vì Sa Ca ở đây mà những cái lời này là miêu tả cũng như là quý thầy những quý thầy đang đi hoàn pháp rồi cái này nó cho nó, cái này là miêu tả đời sống của một người sống trong chánh pháp im lặng ở trong chánh pháp và nối năng trong chánh pháp ở đây chúng ta thấy này là gì họ là những bậc trí bậc trí là bậc hiếu đạo giải thoát và họ khuyên nhủ lời tốt đẹp à, chúng ta thấy nếu như chúng ta không phải là bậc trí chúng ta khuyên một lời không có tốt đẹp đâu tại vì không phải bậc trí tức là vô minh mà vô minh thì khuyên những cái lời tâm tối khiến cho người ta khổ đau thêm và đưa trở thành một bậc trí trong chính không có đơn giản phải từ bỏ tất cả tham sân si của mình xuống thì lúc bây giờ trí tuệ sáng người kia nó mới nối lên được cũng giống như là bầu trời mà bao nhiêu áng mây phú lên thì làm sao nó có thể tỏa sáng nó có thể trong lạnh được khi nào bầu trời đó không còn mây trong lạnh thì lúc bây giờ ánh mặt trời mới chiếu sôi tâm của chúng ta cũng vậy nếu tâm chúng ta mà ở trong sự thanh thản vô tham vô sân vô si thì nơi đó ánh mặt trời mới có thể chiếu sáng được và trong sự chiếu sáng đó chúng ta mới có những cái lời khuyên tốt đẹp mới có những lời khuyên nó đúng với chân lý những lời khuyên nó không có bị là kiến chấp không có bị là tham sân si chi phối kết sử dẫn dắt như vậy thì ở đây phải tu tập tùy theo cái mức chứng sơ thiền thì có lời khuyên trong khả năng của sơ thiền chứng nhị thiền thì có lời khuyên ở trong khả năng của nhị thiền như vậy thì những người xuất gia đi theo giáo pháp của Phật một cách chân chính nói ra lời cho đời là có lời khuyên tốt đẹp giúp cho mỗi người qua khỏi sâu muộn khổ đau và nếu như không có gì đó nói thì họ im lặng nhưng mà họ im lặng gì im lặng ở trong tư thế trầm tĩnh tức là trong tâm nó lắng dịu xuống nó tĩnh lặng xuống Chứ còn bây giờ chúng ta không nói ra chưa chắc gì tâm chúng ta nó trầm tĩnh. Nhiều khi chúng ta không nói ra thôi chứ mà cái đầu mình nó nghĩ hoài. Có phải như vậy không thưa quý vị? Trước khi ngủ chúng ta cũng nghĩ, mới mất ra chúng ta cũng nghĩ. Chúng ta nghĩ chuyện đông, chuyện tay, nghĩ chuyện những chuyện vô bố, nghĩ những cái chuyện linh tinh, không đâu vào đâu. Nhưng mà tâm mình cứ nghĩ hoài. Và tự mình đọc thoại với mình giống như là mình nghe một cái đài radio và mình nói chuyện với nó vậy đó. À, như vậy thì tâm chúng ta làm sao mà phát sinh sự tĩnh lặng được còn đời sống của một người xuất gia bằng bốn câu rất là tuyệt vời đó là gì họ là những bậc trí khuyên nhủ lời tốt đẹp họ hay họ giữ im lặng trong tư thế trầm tĩnh nói ra thì tốt đẹp mà im lặng thì cũng tốt đẹp đó là cái điểm mà chúng ta thay quá tuyệt vời ở trong bốn câu này đáng làm một cái phương châm cho chúng ta sống mãi trong cuộc đời hay gì đạo Phật À, dạ, Phật, dạ, chúng con kính các ơn Thầy. và dạ, kính bạch Thầy, cái lời khuyên nhủ lời tốt đẹp ở đây cũng là trong, trong cái tinh thần mà trong bát chánh đạo là chánh ngữ không Thầy? Có dạ, vâng, đúng thầy? rồi. Đây là, là lời tốt đẹp là chính là chánh ngữ. À, nó khó lắm, chứ không đơn giản mà thưa quý vị. Nó khó lắm. Ví dụ cái lời tốt đẹp này nó tùy theo. Chẳng hạn như có lúc nói nhẹ, có lúc nói lại nặng, có lúc nó là vừa nhẹ vừa nặng làm sao đó để mà dẫn dắt an trú người nghe vào trong con đường thiện và an trú vững chắc trên con đường thiện đó. Cho nên đặt lên con đường thiện và an trú vững chắc trên con đường thiện là hai động tác khác nhau. Ví dụ như một người bị chìm ở trong cái ác mà mình vớt họ lên khỏi ác giống như đưa họ lên mặt nước. Họ thở được một chút cái hơi thở của lành lạnh rồi cái mình thả tay họ chìm xuống lại. Như vậy là chưa có đặt họ, chưa có an trú họ vững chắc trên con đường thiện. Họ chưa có thể tự đi trên con đường thiện. Như vậy thì việc an trú, an ủi của chúng ta chưa có được làm xong. Thành ra từng câu, từng câu ở trong kinh đều miêu tả một cái động động thái mà chúng ta cần phải phải làm cho thật là, là kỹ càng và quán chiếu thật cẩn thận. Nếu không khéo chúng ta không hiểu hết được lời Đức Phật muốn dạy chúng ta làm những gì. Và cái điều hay, cái điều tuyệt vời ở đây chỗ là gì? Là chúng ta tập sống một đời sống. Mà nối năng ở trong chánh ngữ và im lặng ở trong trong tĩnh lặng niết bàn đó là cái điều mà nó rất tuyệt vời nó rất tuyệt vời và chúng ta ráng lắm ráng lắm cho nên chúng ta phải ngồi thiền đó chúng ta phải tụng kinh tụng kinh để cái miệng mình nó bớt nối tạp nhau và chúng ta ngồi thiền cho tâm mình nó tịnh xuống để chúng ta sôi sáng những cái vọng tâm ở trong lòng Để cho nó bớt tầm tứ nó bớt tìm kiếm trong tay à, mà nó ở trong cái trạng thái trầm tư tĩnh lặng còn nếu như con nghĩ trong tâm là nghĩ pháp giải thoát, nghĩ lời nghĩ từ, nghĩ bi, nghĩ hí, nghĩ xá chứ không có nghĩ những cái điều oán hận, không có nghĩ những điều ghét bỏ ai. Những điều như vậy là một cái phương châm, một cái phương châm trong cuộc sống rất là thiết thực và Thiên Chúa Saka nói những lời này rất thiết thực và Đức Thế Tôn của chúng ta cũng tháng tháng những đạo lý này. Đây là những bài học có đáng để chúng ta ghi nhớ nằm lòng hay không kính thưa quý vị. A Di Phật. A -di Phật và chúng con kính cảm ơn thầy. Thầy mới vừa nói câu là phương châm trong cái cuộc sống Thì nếu mà chúng ta không có thể nói năng được trong tránh ngữ ở đây Thì ít nhất điều mà chúng ta có thể làm được là tránh đi nhiều chuyện Tránh đi nói những chuyện mà dựng chuyện để nói Hoặc là đi lại ông này nói chuyện, đi lại ông Tư nói chuyện bà ba Đi lại ông bà bà ba nói chuyện ông Tư Và ông thầy, đây cũng là mình không có làm những cảnh giới của Bồ Tát Hay là nóng nói năng trong tránh ngữ thì mình không có Không có những cái lợi khẩu đó nhưng mà ít nhất mình tập được những cái tánh đó Thì cũng một phần là bất nghiệp Đây là một câu hỏi thật hay kính thưa quý vị À, tuy nhiên nếu như chúng ta không thấy được cái gốc của nó sinh ra từ đâu thì làm sao chúng ta đoạn trừ? Cũng giống như chúng ta không muốn một nồi nước nó tiếp tục sôi lên nữa thì chúng ta phải hiểu rằng nó được tiếp nối bởi những cái nguồn cái, 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 cái nguồn nhiệt năng nào thiêu đốt. Chúng ta không có chịu rút cúi ra, chúng ta không có chịu tách điện đi mà mong rằng là nước ở trong nồi đừng có sôi lên nữa thì làm sao nó ngừng được ví dụ như thế này ngày hôm qua ở tại bộ đề phật quốc các vị phật tử học ở trong chương trình câu xá luận có một đoạn mà chúng tôi có phân tích rất là kỹ càng chẳng hạn như tại sao người ta sát sanh cái nghiệp sát sanh làm sao có thể đoạn trừ chúng ta làm sao để chúng ta đoạn trừ được nghiệp sát sanh chúng ta chúng ta phóng sanh cũng chưa chắc gì đoạn trừ được nghiệp sát sanh Nhưng là chúng ta bố thí cũng không có đoạn đoạn trừ được nghiệp sát sanh vậy thì làm sao chúng ta đoạn trừ cái gì mà nó trướng dưỡng cái nghiệp sát sanh này đó là gì đó là tà kiến tà kiến nó là nguồn chất liệu trướng dưỡng nghiệp sát sanh vậy thì phát triển chánh kiến và đoạn trừ tà kiến thì nghiệp sát sanh lập tức nó sẽ giảm thiểu cũng giống như là rút cúi ra khối cái nồi à, khối lò thì lửa bắt đầu là nó có xu hướng là giảm xuống liền đó là một cái điểm rất là là hay thành ra chúng ta nói như vậy đó nhưng mà chúng ta nếu như không biết phân tích và không ta không biết đoạn trừ tận gốc ở ở chỗ nào thì nhiều khi á là người cha á, thì làm lầm lỗi mà chúng ta bắt người con trối lại <laughs> chắc khác nào thì cha con giống nhau quá cho chúng ta nhầm lẫn thành là chúng ta cha gây tội bắt con trối như vậy thì thì là hỏng việc phải không thưa quý vị dạ ai gì đạo phật ai dạ phật dạ chúng con kính mừng thầy dạ, kính bạch thầy đoạn cuối của cái chỗ này rất là hay và con thỉnh thầy giảng lại cho chúng con cái đoạn cuối này và thầy có thể điêu ra những cái ví dụ đơn cử trong cái cuộc sống tại con thấy cái đoạn này rất là hay con để cho thầy đọc và thầy giảng lại Dạ, đoạn cuối được nối lại như thế này đó là chư thiên chiến tu la thì chúng ta cũng thường hiểu rằng là là kinh điển có ghi lại thế tôn cũng thường cớ lại là có khi chư thiên nổi cơn thịnh nộ và muốn cất binh lên đánh cả cổ cõi trời có khi đánh thiên Chúa sa và cả thiên binh thiên tướng đều chạy có cờ luôn à, chỉ mất cờ chứ không phải đơn giản và À, và ở đây loài người cũng gây chiến. Đức thế Tôn có nói rằng là ở trên thế gian này có một cái bộ phận hữu tình thích đấu đá và thích lôi kéo sự đấu đá và thích thích mọi người quan tâm cái sự chiến tranh của mình. À, họ thể hiện cái ý tưởng về sức mạnh, tự ngã ở trong chiến tranh, nếu như họ nắm được cái cơ chế thống lĩnh quyền lực. À, như vậy thì ở đây loài người cũng gây chiến ở trong mắt nhìn của, của 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 chư thiên là 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 vậy tức là chư thiên thì chiến với tu la còn loài người cũng gây chiến hỡi này matali không chiến giữa gây chiến à, không chiến giữa gây chiến trầm tĩnh giữa đau gầy đó là đời sống phạm hạnh đời sống người xuất gia à, như là một đóa sen giữa bùng dơ không có vọng động không chiến giữa gây chiến tức là tâm không có chiến hại ở giữa gì ở giữa một thời gian chiến đấu rồi trầm tĩnh giữa đau gậy đau gậy lúc nào cũng bao nhiêu thứ là sát thương đấu đá ở đây những bậc xuất gia những vị ở trong giáo pháp của phật tâm nó trầm tĩnh giữa đau gậy không chấp giữa chấp trước chúng ta thấy có ba điểm không chiến giữa chiến trầm tĩnh giữa gì giữa đau gậy và gì và không chấp giữa chấp trước không chấp giữa chấp trước là chỉ cho cả thế gian những phàm phu hữu tình đều sống ở trong vọng chấp không chấp kiểu này chấp kiểu kia không chấp pháp này chấp pháp nọ còn các ngài thì sao các ngài không chấp giữa tất cả sự chấp trước đó quá ư là tuyệt vời chúng ta có học được điều này hay không à, chiến thắng hàng vạn quân ngồi chiến trận không bằng tự chiến thắng mình chiến thắng mình là chiến công anh liệt nhất trong cuộc đời rõ ràng không chiến giữa chiến à, và đó là gì đó là cái lý do mà tại sao tại sao thiên chúa saka đánh lễ họ rõ ràng những người như vậy là những người sống ở trong chánh pháp bởi vì đơn giản thế gian là vô thường và ngã chỉ là gì là giả danh là huyễn chỉ có chấp ngã và chấp cái thế gian này là thường còn hoặc là hủy diệt mà chúng ta sinh bao nhiêu thứ đấu đá thôi. Còn khi thấy thế gian này là cõi mộng phù vân, thì tự nhiên tâm chúng ta sẽ rời khỏi sự đấu đá này. Đây chính là những bài học rất sâu sắc mà những ai quý sống trong chánh pháp thì được trời và người đều kính lễ đến lễ A Di Đà Phật. Di Đà Phật và kính bạch thầy thầy thường dạy là đừng có nên hiểu, hiểu cái nghĩa bóng nghĩa gì chỉ hiểu thẳng thôi nhưng mà trầm tĩnh giữa đau gậy là như thế nào nếu hiểu một cách nghĩa thẳng thừng Nói nếu như nghĩa thẳng thừng nghĩa đen cũng được và nghĩa bóng cũng được chẳng hạn như bây giờ trong cái cuộc chiến trong cuộc sống đấu đá giữa người này người kia họ chạy ngược chạy xuôi họ dùng những cái binh khí sát hại lẫn nhau phiền não lẫn nhau yeah. nhưng mà người này không có bị ảnh hưởng người này không chạy theo phe nào hết chia làm hai phe là thế nào là là hai phía đều có sự đấu đá lẫn nhau còn bây giờ mình trầm tĩnh mình trầm tĩnh tại vì thế gian này nó hủy hoại vô thường thậm chí có những đoạn kinh đức phật nói còn khốc liệt hơn nữa là gì tức là lửa cháy ở trên đầu phải nhanh chóng nhanh chóng mà mà phui xuống nhưng cái điều đó cũng có quan trọng Thế tôi nói xem cái điều đó cũng không có gì là quan trọng, cũng không có gì là gấp rút. Mà đối với cơn vô thường á, mà không có cẩn thận, không có nhanh chóng vượt ra khỏi nó, thì nó còn, còn, còn dữ dội hơn, nó còn tớ hay hơn là lừa chết trên đầu. <laughs> chúng ta thấy sợ, những Đức Phật đưa ra những bài, bài kinh và những lời dạy như vậy đó. Thì chúng ta chúng ta y theo thánh giáo của Như Lai để chúng ta nỗ lực sống ở trong chánh pháp nhất định chúng ta sẽ có sự giác ngộ cho đáng tiếc rằng chúng ta không đủ thời gian để mà diễn đạt nhiều hơn nữa có lẽ hôm nay chúng ta dừng ở đây hay di đà phật xin mời nhạc tường quay trở lại với nội dung kết thúc hay di đạo phật giờ chúng con kính cảm ơn thầy A Di Đà Phật và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Kính chúc quý vị được vô lượng an lạc và đầy tâm kiên cố và hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần tới lúc 8 giờ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính cảm ơn thầy. Xin kính cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật.